Dân phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023. Cuộc thi được tổ chức tại địa chỉ cuộc thi tiết kiệm năng lượng com vn bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 năm 2023 tới ngày 15 tháng 11 năm 2023. Nội dung xoay quanh các chủ đề về sử dụng thiết bị điện tiết kiệm về hiệu quả trong gia đình, trong ngành công nghiệp, công trình xây dựng và giao thông vận tải, văn phòng, nhà xưởng, năng lượng sạch, chính sách năng lượng, nhãn năng lượng dân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng, hướng tới hình thành lối sống xanh bền vững. Cuộc thi được chia làm 5 kỳ và mỗi kỳ thi, ban tổ chức sẽ trao 5 phần thưởng cho 5 người thi đạt kết quả cao nhất. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải đặc biệt trị giá 3 triệu đồng và 4 giải thưởng mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.